cho anh em xem là những cái con máy cắt dấu nhá, cắt dấu flat. Thì ở đây có 4 loại. Đấy, 4 loại thì kích thước khác nhau và chất lượng cũng khác nhau. Đấy, và giá thành chắc chắn là cũng khác nhau rồi. Thì ở đây giới thiệu những con máy đơn giản trước đã. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là hai con máy này. Thì là hai con này đều rằng là khắc dấu với cái kích thước là 10 x 6, đúng không ạ? Tức là 100mm x 60mm. Đó. Thì về cơ bản cái công năng của hai con này thì nó là như nhau, cùng kích thước nhá, công năng như nhau. Đó. Cái thằng này ấy, thì là nó không có cái đo này. Và ngược lại là cái con máy đen này không có cái núm màu vàng này, đúng không ạ? Núm này là cái núm đo cái mức độ. Đấy, còn thằng này sẽ đo bằng cái đồng hồ này. Thì ở hai con máy này ấy, khi mà anh em mà mua một trong hai con máy này thì nó cũng sẽ khác nhau nhé. Anh em mua con máy đen thì chỉ có đi kèm theo là chỉ có cái dây thôi. Đấy, dây đi kèm theo máy là gửi về cho anh em. Đấy, anh em lấy thêm phôi nào hay là những gì thì anh em sẽ phải nốt riêng. Còn với con máy màu xanh này, đấy, thì là sẽ gửi thêm cho anh em là một số thiết bị đi kèm theo, nó là 2-3 lỗ mực. Đấy, bộ vật tư đi cùng theo máy. Đấy, một vài cái phôi. Thì anh em có thể là chỉ cần mua một cái máy này là có thể về tự test được rồi. Nếu anh em đã hiểu bản chất về cái dòng flat này rồi thì cũng không cần phải là quan tâm đến cái nội dung đó. Còn nếu mà anh em mới thì mua máy này thì sẽ là kèm theo những cái vật tư đi cùng máy. Về anh em có thể tha hồ mà sáng tạo. Sau đó khi đã hiểu cái nguyên lý nó rồi thì order thêm những loại khác. Còn tiếp theo là con máy tầm trung. Con máy tầm trung này nhà mình con này thì kích thước của nó là 14 x 09, tức là 140mm x 90, đúng không ạ? Nhân với 90mm. Đó, con này thì là có cái cần gạt cho mình tháo ra. Cần gạt đây, mình sẽ nó sẽ cần gạt như này này, được chưa? Nó sẽ cần gạt như này đó. Thì đây là con máy tầm trung. Tiếp theo là con máy tầm cao. Máy tầm cao này có kích thước là 150 x 110, đó, kích thước là hai những con này là bắt đầu khác nhau rồi nhá. Thì cái tiếp theo là cái về cân nặng thì con này nặng nhất này, con này nặng thứ hai này. Đó, hai con này xem nha. Vì giá thành ấy, giá thành thì mình sẽ nốt riêng cho anh em xem. Đấy, anh em là quan tâm và thích cái máy nào ấy thì anh em sẽ là nhắn cho nhà mình. Đấy, mình cũng vừa mới giới thiệu cho anh em là công năng sử dụng của từng cái con máy rồi.